Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới, trong đó nội dung xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhận được sự quan tâm rất lớn của đội ngũ những người làm công tác văn hóa. Có thể thấy những năm qua, việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số kết nối Internet vào đời sống xã hội đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và văn hóa không nằm ngoài cuộc. Thực tiễn cho thấy việc xây dựng môi trường văn hóa số đã và đang là xu hướng có tính toàn cầu và ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân công tác số hóa trong lĩnh vực văn hóa dường như có phần chậm trễ hơn so với các ngành nghề lĩnh vực khác. Năm 2020 dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra, nhiều hoạt động xã hội bị ảnh hưởng nặng nề trong đó có văn hóa nghệ thuật. Đời sống văn hóa nghệ thuật gần như bị đóng băng, song chính nguyên nhân khách quan ngoài mong muốn này đã tạo cú hích thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật diễn ra nhanh hơn. Giờ đây muốn tồn tại các đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật buộc phải tìm cách thích ứng với tình hình mới, công nghệ chính là chìa khóa của sự phát triển, bởi vậy xây dựng môi trường số hóa trong lĩnh vực văn hóa là điều chúng ta cần sớm triển khai một cách đồng bộ có chiến lược lâu dài góp phần định vị và lan tỏa các giá trị văn hóa việt nam trên trường quốc tế Văn hóa hiểu một cách chung nhất chính là sự hiểu biết tài năng trí tuệ, đạo đức lối sống, tâm hồn của con người và của mỗi cộng đồng quốc gia dân tộc trong mối quan hệ với xã hội và tự nhiên. Vì văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Nên trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, soi đường cho sự phát triển tiến bộ của xã hội của mỗi quốc gia dân tộc trong hành trình xây dựng và phát triển. Trong bối cảnh đổi mới hội nhập toàn diện, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nêu quan điểm phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho con người Việt Nam. Có thể thấy 75 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng số phận dân ta là ở trong tay dân ta, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa dân tộc Việt Nam và hệ giá trị con người Việt Nam đã được chăm lo xây dựng và phát triển trên tinh thần bồi tụ, tích hợp, phát triển cùng chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, được kế thừa phát huy giá trị tích cực tốt đẹp của truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại thời đại. Trước thời cơ thuận lợi và thách thức do bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, bản sắc cốt cách bản lĩnh của chiều sâu văn hóa dân tộc và con người Việt Nam vừa truyền thống vừa hiện đại luôn tiếp biến và hoàn thiện nhân cách luôn làm giàu trí thức năng động sáng tạo đổi mới đã thực sự trở thành nền tảng nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước phục hồi kinh tế đang là mối quan tâm lớn nhất ở thời điểm hiện nay chỉ khi kinh tế phục hồi và tăng trưởng mới tạo ra công an việc làm tăng thu nhập thực tế mô hình và bài học từ các nước trong và ngoài khu vực đều không thiếu việt nam cũng lên kế hoạch mở cửa từ khá sớm tuy nhiên đến thời điểm này chúng ta vẫn hết sức rón rén mới chỉ có năm tỉnh thành được đón khách quốc tế chưa mở đường bay quốc tế đặc biệt mỗi địa phương lại có những quy định riêng về cách ly phong tỏa khiến du lịch được tiếng là mở cửa nhưng du khách từ quốc tế đến nội địa đều leo đèo mở cửa đón khách kiểu này doanh số không thể cáng nổi chi phí mà chỉ khiến doanh nghiệp thêm kiệt quệ không chỉ có ngành du lịch tiếp tục kiệt quệ mà hàng chục hàng trăm ngành khác hàng vạn, hàng triệu lao động trực tiếp, gián tiếp liên quan đến du lịch cũng ngắc ngoài theo. Từ các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, hệ thống lưu trú, thị trường dịch vụ suốt 2 năm qua thở oxy chờ mở cửa để được hà hơi tiếp sức nhưng mở cửa mà không khí vẫn chưa đủ do chỉ mở hé hé, họ vẫn ngắc ngoài chờ đợi không biết đến bao giờ. Thế nên với việc mở cửa thì quan trọng là phải mở cửa trong tư duy, chứ chỉ mở trên giấy hay mở hé hé vì sợ trách nhiệm thì các giải pháp phục hồi kinh tế các nỗ lực ngoại giao vaccine, vaccine thần tốc sẽ bị lãng phí. Quan trọng hơn nếu những rào cản cho việc phục hồi không được nhanh chóng dỡ bỏ, Việt Nam sẽ tụt hậu trong cuộc cạnh tranh thuốc vốn ngoại thương trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư trên thế giới đang luân chuyển tìm bến đáp hiện nay. Trước tác động của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp mong chờ và kỳ vọng sẽ sớm có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế được thiết kế khoa học phù hợp với nhu cầu, điều kiện của doanh nghiệp có tính khả thi cao. Trước những khó khăn của doanh nghiệp, Nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của chính phủ được các doanh nghiệp đánh giá là giải pháp kịp thời giúp cởi trói cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, các doanh nghiệp mong mỏi các cơ chế chính sách hỗ trợ được ổn định và có thời gian phù hợp. Ông Phòng đề nghị, đặc biệt các doanh nghiệp mong chờ và kỳ vọng sẽ sớm có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế được thiết kế khoa học phù hợp với nhu cầu điều kiện của các doanh nghiệp có tính khả thi cao làm cơ sở để các địa phương các ngành và các doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi của mình các chuyên gia đều thống nhất và định hướng của chính phủ khi đặt mục tiêu ưu tiên kiềm chế kiểm soát dịch bệnh song cũng xác định dịch bệnh sẽ không sớm kết thúc cần phải thích ứng để tìm cách ứng phó phù hợp với đại dịch duy trì việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tạo công việc sinh kế cho người dân theo thống kê từ Bộ Công Thương, trung bình mỗi năm có từ 1.500 đến 2.000 khiếu nại của người tiêu dùng, trong đó phần lớn liên quan đến hình thức mua bán trực tuyến. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thúc đẩy thương mại điện tử phát triển, thì việc bán hàng trên không gian mạng phải minh bạch, theo ông Cao Xuân Quảng, trưởng phòng bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương khẳng định, thời gian qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng liên tục nhận được đơn khiếu nại từ người tiêu dùng, chẳng hạn như việc thiếu bảo mật thông tin người tiêu dùng hay cung cấp thông tin không chính xác, giao hàng không đúng, không giải quyết thỏa đáng khi xảy ra tranh chấp. Sau khi nhận được những khiếu nại, Cục chuyển thông tin kết nối để các bên cùng giải quyết, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp người bán thúc đẩy giải quyết vấn đề cũng như giả soát xem xét các quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giới chuyên gia cho rằng thương mại điện tử là hướng phát triển tất yếu nhưng tại việt nam muốn thương mại điện tử phát triển hơn nữa thì các chính sách với người tiêu dùng phải được công khai và minh bạch đặc biệt chú ý đến tính minh bạch đầy đủ và chính xác của thông tin khi cung cấp cho khách hàng chủ website cũng phải công bố những thông tin liên quan đến quy định về bán hàng có điều kiện công khai giấy phép giấy chứng nhận khi kinh doanh trên môi trường trực tuyến Đề xuất của giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc thêm về việc nên bỏ khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn trong các nhà trường hiện nay đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng tiên học lễ, hậu học văn không là khẩu, không nên hiểu chữ lễ theo nghĩa nho giáo trong xã hội phong kiến. Chữ lễ của giáo dục hiện đại được hiểu là đạo đức cách ứng xử giữa con người với con người và con người với thiên nhiên. Nói về quan điểm bỏ khẩu hiệu tiên học lễ hậu văn, giáo sư tiến sĩ Đinh Quang Báo, nguyên hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà Nội bày tỏ quan điểm tiên học lễ hậu văn không bao giờ là hậu. Câu nói này thấm nhấn mạnh về việc dạy chữ và dạy người. xưa nay đây là nguyên lý không chỉ nước ta mà cả trên thế giới đều hướng tới và nhất thiết phải có trong giáo dục. Trong lý thuyết giáo dục hiện đại, thông qua dạy chữ để dạy người và trong chương trình giáo dục phổ thông mới có nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của con người trong đó phẩm chất chính là dạy học sinh biết về lễ không chỉ việt nam và các nước khác đều hướng tới phát triển con người có tài có đức đức ở đây chính là phẩm chất Tài là khả năng, năng lực. Đây là yếu tố bắt buộc phải có và không thể tách rời. Không nên đem chữ lễ của nho giáo đặt vào xã hội ngày nay. Chữ lễ của giáo dục hiện đại được hiểu là đạo đức ứng xử trong xã hội, không chỉ là ứng xử giữa con người với con người mà còn là ứng xử của con người với thiên nhiên, môi trường xung quanh. Chương trình giáo dục phổ thông mới đưa ra 5 phẩm chất và 10 năng lực cần đạt với học sinh những thành tố đó. Câu thành ngữ lễ trong nhà hiền hiện nay. Những năm trở lại đây để đáp ứng nhu cầu người học, các trường đại học, không ngừng mở các ngành đào tạo mới, trong đó có những ngành không phải là thế mạnh của trường đại học đó. Cuộc chạy đua mở các ngành đào tạo mới là xu hướng đã được dự báo trước, nhưng chất lượng đào tạo đại học sẽ ra sao trong khi một số ngành truyền thống đang đứng trước nguy cơ không có người học luôn là một dấu hỏi lớn. Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ở Quốc hội vừa qua, vấn đề mở mã ngành đào tạo không phải thế mạnh như sức khỏe tại các trường đại học cũng được các đại biểu nhắc tới vấn đề này người đứng đầu ngành giáo dục đại học nhìn nhận trong tự chủ đại học, việc mở các mã ngành là quyền của các đơn vị. Tuy nhiên, riêng có hai nhóm về sức khỏe và sư phạm, Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn thẩm định và ra quyết định. Các yêu cầu của việc mở chương trình đào tạo của nhóm ngành sức khỏe cũng đã có những tiêu chuẩn tiêu chí rất nghiêm ngặt và chúng tôi cũng đang tuân thủ việc này. Dù quy định hiện hành không ngăn cấm bất cứ cơ sở đại học nào mở ngành học mới nếu đủ tiêu chuẩn chung, nhưng việc nhiều trường lâu nay chỉ đào tạo ngành kỹ thuật công nghệ mà mở thêm mã ngành kinh tế, nhiều trường chuyên đào tạo kinh tế lại lấn sân sang khối ngành sức khỏe đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng đào tạo và sứ mệnh đào tạo, ngành nghề đặc thù, truyền thống của các nhà trường đại học liệu có bị bỏ bê. Rõ ràng việc các trường mở thêm nhiều ngành đào tạo mới không phải là vấn đề đáng lo ngại, quan trọng là khâu quản lý kiểm soát chất lượng đào tạo như thế nào, trong khi hiện nay được biết có trường không đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên. Trong suốt những năm qua, với nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tiệu trong công tác bình đẳng giới, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục đều có chuyển biến tích cực. Chỉ số phát triển giới hiện ở mức cao đưa Việt Nam xếp thứ 65 trong tổng số 162 quốc gia trên thế giới. Đây là thành tiệu không phải quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp nào cũng đạt được trên bình diện chung phụ nữ và trẻ em gái vẫn là những đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương trước các nguy cơ cũng như cần có nhiều hơn cơ hội bình đẳng vẫn còn tồn tại vấn nạn ngược đãi phụ nữ nhất là những người vùng dân trí chưa cao Định kiến về giới, bất bình đẳng giới cũng được coi là một trong những nguyên nhân chủ yếu của nạn bạo lực gia đình. Trong lĩnh vực kinh tế trên thị trường lao động, tỷ lệ lao động nữ phải làm công việc dễ bị tổn thương vẫn chiếm tỷ lệ khá cao so với nam giới. Đây là những vấn đề mà các ngành chức năng và địa phương cần nhận diện để tập trung mọi nguồn lực khắc phục, đảm bảo bình đẳng giới phải đi vào thực chất, tạo điều kiện cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ngoài những nỗ lực quyết liệt của các cấp các ngành địa phương cùng sự bảo vệ của hệ thống pháp luật để có thể giải quyết ngọn ngành các vấn đề do bất bình đẳng giới gây ra còn cần sự thay đổi trong quan điểm nhận thức của mỗi người dân do đó công tác giáo dục bình đẳng giới cung cấp những kiến thức kỹ năng bảo vệ phụ nữ trẻ em gái cũng cần được chú trọng và thực hiện đa dạng với nhiều hình thức đến tận người dân từng gia đình và cộng đồng dân cư tiến bộ thành công trong vấn đề bình đẳng giới được khởi nguồn từ mỗi gia đình vì thế rất cần sự chung tay của mỗi người dân cùng phối hợp với chính quyền nhằm xây dựng một cộng đồng mà nam giới nữ giới trẻ em trai và trẻ em gái đều được hưởng cuộc sống bình đẳng an toàn góp phần phát triển đất nước tiến bộ toàn diện và bền vững